Thưa quý vị và các bạn, được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanan Bolkiah, Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam, Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn, Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ cầm quyền, Thủ tướng Mông Cổ Luvasan Namrsai Oi Erathen, Nhà vua Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Charles Đệ Tam, Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Tổng thống Cộng hòa Bolivia Venezuela Nicolas Maduro, Phó Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Diosdado Cabello, Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz Al Saud và Hoàng Thái tử, Thủ tướng Vương quốc Saudi Arabia Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko, Chủ tịch Viện đại biểu Quốc hội Cộng hòa Belarus Igor Segorenko, Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Bakir Khalibab, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev, Tổng thống Cộng hòa Thống nhất Tanzania, Chủ tịch Đảng Cách mạng Tanzania cầm quyền Samia Suluhu Hassan, Tổng thống Cộng hòa Burundi Evariste Ndayishimiye, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân, các đảng cầm quyền, đảng cộng sản trên thế giới, các đảng đối tác đã gửi các điện thư thông điệp chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Nội dung các bức điện thư thông điệp đều khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi vì dân tộc, là ngọn đuốc trí tuệ cho những biến đổi to lớn của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đánh giá cao những công hiến quan trọng của Tổng Bí thư trong nhiều thập kỷ cho Đảng và dân tộc, đặc biệt 13 năm trên cương vị Tổng Bí thư đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam, giúp cải thiện đời sống người dân, đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất thông qua đường lối ngoại giao cây tre. Ca ngợi uy tín của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đã chiếm trọn niềm tin của nhân dân Việt Nam và sự kính trọng của cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị, trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công hiến to lớn quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước đã được ghi nhận và đánh giá cao, không chỉ bởi nhân dân Việt Nam mà còn bởi đông đảo bạn bè quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại một di sản lớn với những công hiến đáng ghi nhận và sự lãnh đạo có tính chuyển đổi. Dưới sự dẫn dắt của ông, Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng và phát triển kinh tế vượt trội, giúp cải thiện đáng kể đời sống của người dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp to lớn cho quan hệ Indonesia-Việt Nam, tiếp nối tình hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng. Dưới sự lãnh đạo của ông trên cương vị Tổng Bí thư, Việt Nam và Indonesia đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013. Cá nhân tôi cảm nhận được sự ấm áp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tôi gặp ông để trình quốc thư, do khi đó đang trong đại dịch COVID-19, nên tôi đã giữ khoảng cách để tuân thủ các quy định về y tế. Nhưng khi chụp ảnh, Tổng Bí thư đã mỉm cười với tôi và nói với tôi rằng hãy tiến lại gần hơn. Cử chỉ ấm áp này của ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi về tình cảm anh em thân thiết giữa Indonesia và Việt Nam. His vision, his wisdom and his overall direction. Tầm nhìn, trí tuệ cũng như định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp đất nước Việt Nam phát triển lớn mạnh trong nhiều thập kỷ qua. Sự đóng góp lớn lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đất nước xứng đáng được tôn trọng và công nhận ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn của đất nước Ấn Độ, đã giúp phát triển quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa hai nước. Cá nhân Tổng Bí thư đã có chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ khoảng 10 năm trước.
Ông cũng đã tiếp đón nhiều nhà lãnh đạo Ấn Độ, bao gồm cả Thủ tướng của chúng tôi vào năm 2016, khi hai nước nâng tầm quan hệ Ấn Độ-Việt Nam lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tôi xin gửi lời chia buồn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ cũng đã gửi điện chia buồn tới Việt Nam. Chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết bền chặt này với nhân dân và các nhà lãnh đạo của Việt Nam trong thời khắc này. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi hiểu rằng những ngày này đang là khoảng thời gian rất đau buồn đối với nhân dân Việt Nam, cũng như đối với tất cả những người đã từng gặp mặt và biết đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn chân thành của cách mạng Cuba và các nhà lãnh đạo Cuba, đồng thời là một nhân vật vĩ đại trên thế giới. Trong thời gian ông lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi đã chứng kiến những tiến bộ to lớn mà Việt Nam đã đạt được không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà còn trong các chính sách đối ngoại ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Việt Nam đã mất đi một nhà lãnh đạo vĩ đại, nhưng chúng tôi tin chắc rằng tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tồn tại đến thế hệ mai sau.